đã mà có hoa đào thì làm sao mà thiếu được hoa mai. Mấy bà có chung ý tưởng với tôi nha, có rất nhiều bạn yêu cầu mình vẽ hoa mai luôn, nhưng mà thật sự là mình vẫn đang phân vân, không biết là vẽ một cành mai hay là một cây mai đây. Thôi thì cuối cùng mình quyết định đã vẽ nguyên một cái thân của cây mai luôn á cả nhà. Bởi vì cây đào thì mình chỉ vẽ có một cành đào à, cho nên là cây mai thì mình sẽ vẽ một cây mai mini cho nó khác khác nhau tí xíu. Tới đây là xương xương xong được bố cục của cây hoa mai rồi đó. Bây giờ mình sẽ dặm thêm mấy cái nụ nè, để cho những bông hoa của mình nó thêm sinh động thì mình sẽ sử dụng nhiều sắc vàng khác nhau để phối vào một cái bông hoa mai nha. Cuối cùng là thêm mấy cái nhụy màu cam. Mà bình thường mỗi độ Tết đến xuân về thì cây mai đâu có đứng một mình, phải đứng liền với những cái đồ trang trí như thế này nè. Đừng quên một ít lá xanh đang nhú mầm nha. Thêm một chút dặm dặm màu nâu cho cái thân cây nó đẹp hơn tí xíu, mặc dù cái cây của mình dễ xấu quắc luôn á trời. Số cái vụn pháo đang bay ở trong không khí và đây chính là kết quả hoa mai của mọi người đây. Thế là cái dù của mình một bên thì có hoa đào, một bên thì có hoa mai. Thiệt là phù hợp cho dịp sắp tới Tết đến xuân về, nôn nóng thật sự luôn. Hoa tiếp theo sẽ là hoa gì đấy mọi người ơi, nhanh nhanh để mình vẽ nè.